Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. lời Chúa, minh dân Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Mát-ta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Mata bận rộn với việc thiết đại khách. Bà đứng lại thương người rằng, Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao. Xin Thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa Giêsu đáp, Mata, Mata, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện chỉ có một sự cần mà thôi Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất đó là lời Chúa lời Chúa Kitô người Thiên Chúa ông bà anh chị em thân mến trong tục ngữ ca dao Việt Nam có câu khách đến nhà không gà thì vịt Để nói lên lòng hiếu khách Khi khách đến thì chúng ta đại ăn Đó là thể hiện lòng hiếu khách của người Việt Nam Nhưng mà thật ra để thể hiện lòng hiếu khách Không chỉ là đại ăn không Có nhiều cái cách để thể hiện lòng hiếu khách của mình Vậy thì trong bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng đến Nhà của mát ta và Maria Chúa Giêsu không lạ gì với Mata và Maria đây. Chúa Giêsu là có thể nhưng hôm nay mình gọi là khách quí một vị, một vị khách quan trọng đối với gia đình của Mata và Maria. Chúa Giêsu được Mata và Maria rất là yêu mến nhưng mà khi Chúa Giêsu đến thì chúng ta thấy cả Maria lẫn Mata đều lấy làm vui mừng nhưng mà cái thái độ tiếp khách thì khác nhau. Có hai cái thái độ tiếp khách rất là rõ ràng Mata thì tiếp khách bằng cách đại ăn Lo lắng, bối rối về nhiều chuyện Ở trong bài tin mừng không nói là Mata làm gì Nhưng mà biết Mata rất là bận rộn về những cái công việc tiếp đại khách ở bên ngoài có thể là lo nấu, có thể là lo trà, lo nước Lo bếp nút, lo dọn bàn ăn đó là những cái thứ ở bên ngoài. Còn Maria thì tiếp bằng cách tâm sự trò chuyện để nghe lời Chúa. Ở trong bài tin mừng hôm nay theo lời của các nhà chú giải thì người ta nói Chúa Giêsu không có chê Má ta không có chê cái kiểu tiếp của Má ta mà Chúa Giêsu chỉ cảnh cáo Mata ta cái kiểu là Mata ta ganh tị Mát ta tiếp bằng cách là đại ăn rồi lo bận rộn nhiều thứ Rồi Mata ta đến nói với Chúa Giêsu nói với Thầy Thầy thấy con lo lắng bận rộn làm không kịp như thế này Mà sao Thầy không nói với Maria em con một tiếng để cho nó phụ con Ý là Mata nói Maria hãy ngưng đi Đừng có tiếp chuyện với Chúa nữa Đừng có nghe lời Chúa mà lo phụ chị nè Thì từ đó Chúa Giêsu mới cho Mata thấy rằng Cái không hay của Mata Là ta lại ganh tị Khi ta lo công việc Bên ngoài ta lại ganh tị với cái người nghe lời Chúa ta hoạt động thì Chọn cái hoạt động để tiếp khách thì Maria lại chọn cầu nguyện thì Mata lại kêu thôi hãy ngưng cầu nguyện để mà phụ chỉ đi. Qua đó Chúa Giêsu cho thấy một cái kết luận rằng là Chúa nói với Mata, Mata, Mata có lo lắng nhiều chuyện mà chỉ có một chuyện cần mà thôi. Đó là Maria đã chọn phần tốt nhất và phần mà Maria chọn thì không bị ai lấy mất. Đến đây chúng ta mới thấy Chúa Giêsu vẫn khen Ta và vẫn khen Maria nhưng cái phần mà Maria chọn là cần thiết hơn là tốt hơn. Cho nên chuyện mà Ta tiếp đón Chúa bằng cách tiếp đãi ân cần lo lắng bối rối như thế không có sai nhưng mà không cần cho bằng ngồi bên Chúa để nghe lời Chúa đến đây làm cho chúng ta nhớ lại lời Chúa trong chủ nhật thứ nhất mùa chay nói về việc Chúa Giêsu vào trong hoang địa và chịu cám dỗ 40 ngày đêm khi Chúa đói thì ma quỷ đến cám dỗ đầu tiên đó là cám dỗ về thức ăn về cái ăn của Chúa khi Chúa đói nhưng Chúa Giêsu nói cho nó biết người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Vậy thì điều quan trọng là lời Chúa và nghe lời Chúa. Còn hơn nữa, những người nghe lời Chúa Chúa Giêsu còn đề cao hơn. Cái tầm quan trọng của những người nghe lời Chúa giống như mẹ và anh em Chúa vậy. Cho nên khi Chúa rao giảng, có Đức Maria và những người anh em Chúa đến đi tìm Chúa. Người ta báo cho Chúa hay thì Chúa Giêsu cho họ biết mẹ ta là ai anh em ta là ai là những người biết nghe đời ta mà đem ra thực hành đó là mẹ ta và là anh em ta vậy thì trong cuộc sống hôm nay mình đang chọn cái gì mình chọn những điều tốt nhưng mà mình có chọn những điều tốt mà cần thiết hơn mà không bị ai lấy mất không hay là mình đang chọn kiểu của mata mà con không chọn kiểu của maria chọn kiểu của mata nghĩa là con chọn những cái hoạt động thường ngày hơn là cầu nguyện hơn là lắng nghe lời chúa khi mà con chọn những cái hoạt động thường ngày hơn là lắng nghe lời chúa là lúc đó con không có thời gian để mà cầu nguyện để mà đi lễ vì những cái thời giờ của con con đã dành cho những cái công việc bề bộn bên ngoài hết rồi khi mà con chọn cái công việc của mát ta thì con không còn nghe được tiếng Chúa nữa Con chỉ nghe được tiếng lẻn kẹn Của đồng tiền, của cải và vật chất thôi Con không còn nghe được tiếng thì thầm Của Thiên Chúa bên tai con Khi mà con chọn công việc của mắt ta Thì cho dù con ngồi bên Chúa Trong những cái giờ đi lễ Trong những cái giờ cầu nguyện Trong những cái giờ đọc kinh thì tâm hồn con cũng không nghe được lời Chúa Vì xác con ở đây mà hồn con ở đâu nghĩa là con ngồi đó con đi lễ đó nhưng mà tâm trạng con để ở bên ngoài tâm trạng con để ở những cái công việc của gia đình tâm trạng con để ở những cái công việc của xưởng của công ty của những cái công việc nghề nghiệp của con chính có một người còn tâm sự với tôi và nói thưa cha chỉ cần mỗi khi mà đi lễ thì sao con lại lo ra mà khi con đi lễ thì con lại sáng ra cái công việc bên ngoài chứ nhiều khi những cái công việc con con nghĩ không ra mà con đi lễ tự nhiên con suy nghĩ nó sáng ra ừ đó là xác con đây mà hồn con đâu vì con tâm trí của con không có chọn cái công việc của maria mà tâm trí của con con lại chọn cái công việc của Martha. vậy thì nếu mà con chọn của có công việc của Martha hơn maria thì cho dù giãn cách xã hội có bao nhiêu tháng có bao nhiêu ngày lâu bao nhiêu thì con vẫn cũng vẫn thấy không có cái giờ nào con để dành cho chúa con có nhiều giờ để con lên facebook con có nhiều giờ để con lên những cái trang web vô bổ con có nhiều giờ để con trò chuyện với nhau con có nhiều giờ để con chơi game mà con thấy không có giờ nào để đến với chúa trong những lúc mà con bị giãn cách xã hội Vậy thì để kết thúc bài chia sẻ hôm nay Tôi xin lấy về mẫu chuyện của Tổng thống Abraham Lincoln Là vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ Vị Tổng thống rất là nổi tiếng Vì ông ta có nhiều câu nói rất là triết lý Vị Tổng thống khi còn đương nhiệm Hầu như không có ngày nào Hay nói là một cách đơn giản là rất là thường xuyên Vị Tổng thống này đến ngồi bên người mẹ già để mà nghe mẹ nói để mà nhìn người mẹ của mình thì người mẹ mới nói với vị tổng thống người con của mình con có muôn công ngàn việc con ngồi bên mẹ hàng giờ như thế này có mất thời giờ lắm không con thì vị tổng thống abraham lincoln trả lời thưa mẹ có ngồi bên mẹ những thời giờ này là rất là quý báu được nghe lời mẹ nói con cảm thấy rất là hạnh phúc con không cảm thấy mất thời giờ ở bên mẹ thật là chính đáng vậy thì chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta giống như bà mẹ của vị tổng thống mà hỏi vị tổng thống đó con ở bên chúa con có tiếc thời giờ của con không con có dám hy sinh thời giờ để hàng ngày con ngồi bên chúa con nghe lời chúa như vị tổng thống nghe lời người mẹ của mình hay không chắc rằng thời giờ của chúng ta tôi thiết nghĩ mình không bận rộn cho bằng vị tổng thống của hoa kỳ đâu nhưng mỗi người mình tự hỏi con không phải là không có giờ nhưng mà phải hỏi Lòng con Con có cái tấm lòng của con Hướng về bên Chúa không Tâm trí của con có chọn công việc của Maria hơn công việc của Mata không? Vậy thì qua hình ảnh của Mata và Maria cho thấy công việc công việc thường ngày con vẫn làm nhưng công việc cầu nguyện con không thể bỏ qua. Ước mong mỗi người chúng con ý thức hơn được trong cuộc sống không thể thiếu một trong hai Phải vừa cầu nguyện mà cũng phải vừa có sinh hoạt Có hoạt động thường ngày Nhưng hãy nhớ cầu nguyện vẫn là cần thiết hơn Vì như lời Chúa nói với má ta Maria đã chọn phần tốt nhất Và không bị ai lấy mất Amen